hãy cùng mình theo dõi video em bé và ngày lễ Halloween nha. Let's go. Em thật là đáng yêu chứ không đáng sợ. Mình rất thích video này. Oh. Ok mà. Wow. Em đẹp quá, rất là thích bộ đồ này. Trời ơi, ai đây sao nghi vậy? Trời ơi, em làm gì vậy? Đáng yêu. Đáng yêu. Mà hơi đen nè, hơi đen đủi, hơi không may mắn lắm. Bé có vẻ rất là sợ hãi và không thích à? Cả không thích nhưng mà vẫn đón ngày Halloween này. Wow. Oh my god. Tạo hình rất là ok nha. I like you. What? Wow. No, I didn't. Đây đóng giả thành cái gì này? Ôi trời đất ơi. Ngã rồi. Ôi không. Okay. Gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Nghe đồ vật mà em bé có vẻ rất là sợ hãi. Mặc dù nó cũng rất là bình thường. Yêu quá. Trời ơi. Mà yêu mà hài hước. Biểu cảm nó bị là biểu cảm của em bé. Đây đóng giả làm gì đây? Sau những ngày Halloween mọi người, những em bé này rất là háo hức. Cùng với mình nha. Hãy tiếp bấm like, share và comment để chúng mình có những video